Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhân đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác với Hội chữ thập đỏ tỉnh. Theo đó, Bưu điện tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội chữ thập đỏ tỉnh với các nội dung như hợp tác trong xây dựng cơ sở dữ liệu, hợp tác về truyền thông, hợp tác trong tổ chức triển khai các hoạt động xã hội nhân đạo, hợp tác trong vận chuyển tiền hàng nhân đạo. Bưu điện tỉnh cung cấp dịch vụ chuyển phát cho Hội chữ thập đỏ tỉnh, cung cấp dịch vụ tài chính và sản phẩm dịch vụ khác cho các cấp hội và hội viên của Hội chữ thập đỏ. Cùng ngày, hai đơn vị cũng phối hợp tổ chức chương trình hiến máu, kết quả đã thu được 83 đơn vị máu. Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở thị xã Mỹ Hào phát triển mạnh mẽ, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình cần biểu dương và nhân rộng. Tiêu biểu là anh Vương Văn Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng. Năm 2010, anh Viễn lần đầu tham gia hiến máu khi đang là bí thư đoàn phường. Anh chia sẻ, lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản hiến máu là một hoạt động bình thường, nhưng qua tìm hiểu trên các phương tiện thông tin và được các tình nguyện viên, y bác sĩ tư vấn, anh hiểu rằng hiến máu là rất cần thiết trong cấp cứu người bệnh, không gây hại đến sức khỏe mà còn nâng cao sức đề kháng cho chính mình. Đặc biệt, hiện nay, ở cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, anh vẫn nhiệt tình tham gia hiến máu. Tính đến nay, anh đã có 10 lần tham gia. Ngoài ra, anh còn là một tuyên truyền viên giỏi, thường xuyên vận động nhân dân, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp cùng tham gia hiến máu. Trong những năm qua, Hội chữ thập đỏ huyện Ân Thi đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo thiết thực, hỗ trợ giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Em Phạm Đức Hải Nguyên, 9 tuổi ở xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, không được may mắn như các bạn cùng trang lứa bố mất sớm, mà em bỏ đi để mặc em bơ vơ sống với bà nội năm nay đã hơn 70 tuổi. Cuộc sống của hai bà cháu rất khó khăn vất vả. Nắm bắt được tình hình, Hội chữ thập đỏ huyện Ân Thi cùng các nhà hảo tâm luôn quan tâm giúp đỡ, hàng tháng hỗ trợ gia đình 200.000 đồng. Hay gia đình nạn nhân chất độc da cam Hoàng Văn Thọ ở xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, ông Thọ có sức khỏe yếu, bị ung thư vòm họng, khiến kinh tế khó khăn, sống trong căn nhà lụp sụp nhiều năm. Cảm thông trước hoàn cảnh của gia đình, Hội chữ thập đỏ huyện đã hỗ trợ gia đình 25 triệu đồng để gia đình ông xây dựng ngôi nhà mới. Tôi rất vui mừng, phấn khởi khi được sống trong căn nhà khang trang sạch đẹp như này. Cảm ơn Hội chữ thập đỏ huyện Ân Thi và các ban ngành cùng cán bộ và nhân dân xã Hạ Lễ đã quyên góp giúp gia đình nhà tôi. Gia đình em Nguyên hay ông Thọ chỉ là hai trong số hàng trăm hoàn cảnh khó khăn được huyện hội và các nhà hảo tâm hỗ trợ. Thời gian qua, Hội chữ thập đỏ huyện đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với nhiều phong trào mô hình đem lại hiệu quả thiết thực như phong trào mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo hũ gạo tình thương nuôi lợn đất. Kết quả từ đầu năm đến nay, toàn huyện giúp đỡ được trên 4.000 lượt đối tượng với tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng bằng nhiều hình thức như hỗ trợ giống vật nuôi, hỗ trợ xây sửa nhà, khám bệnh, cấp phát thuốc. Để làm tốt công tác nhân đạo từ thiện thì Hội chữ thập đỏ huyện Ân Thi rà soát những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần trợ giúp để có phương án hỗ trợ kịp thời, tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tích cực tham gia công tác hoạt động nhân đạo từ thiện. Với những hoạt động và việc làm cụ thể của Hội chữ thập đỏ huyện Ân Thi xứng đáng là địa chỉ đỏ của những tấm lòng nhân ái. Ngôi nhà nhỏ của gia đình bà Phạm Thị Thảo ở xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ là nơi sinh sống của 5 người khốn khó, bệnh tật, đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Bà Thảo năm nay 67 tuổi, sức khỏe yếu, sinh được 3 người con, thì hai người con trai đầu óc không được bình thường. Niềm hy vọng lớn nhất trong bà là chị Hoàng Thị Thanh. Nhưng không may, năm 2018, chị bị tai biến khiến chị bị liệt nửa người. Chồng bỏ đi không ai chăm sóc, chị phải về ở với bà Thảo cùng hai con nhỏ. Để có tiền điều trị bệnh cho mẹ và nuôi gia đình, em Hoàng Thị Thảo đã phải nghỉ học đi làm. Lúc này, gia đình bà rất mong nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái để gia đình có thể tiếp tục điều trị bệnh cho chị Thanh và hai cháu Nguyên Thảo có thể đến trường. Mọi sự giúp đỡ, xin liên hệ hoặc gửi về địa chỉ Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, điện thoại 0363 089. 089.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Nhân đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.